Chào các bạn, một số cái từ vựng liên quan đến chứng khoán. Đầu tiên là thị trường chứng khoán thì ai cũng biết rồi, nó là stock market. Mình không vào market nha. Cái từ này có trọng âm dầm đầu tiên mình sẽ đọc là market, stock market. Đó là thị trường chứng khoán. Còn nếu mà sàn chứng khoán thì một cái từ riêng là stock exchange. Stock và đang vẫn như vậy à? Và từ exchange đó là exchange, cho ông đây đến số 2, stock exchange. Một công ty mà lên sàn thì gọi là a listed company. Listed có nghĩa là được niêm yết đó. A listed company là một công ty được lên sàn. Mã chứng khoán có một cái từ rất là hay, đấy là ticket symbol. Ticket là giống như cái vé, còn symbol là biểu hiện, biểu tượng. Là ticket symbol là mã chứng khoán. Ticket thì có hai âm tiết, cho âm dầm tiết đầu tiên mình đọc là tick ticket 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 symbol là symbol ticket symbol là mã chứng khoán. Khi mà chứng khoán được mua và bán ở trên thị trường thì người ta có thể sử dụng từ buy and sell stocks, mà có một cái từ chuyên ngành hơn là từ trade. Trade rất nhiều bạn đọc có thể chết không chính xác. Trade stock có nghĩa là mua bán chứng khoán. Và một cái từ nữa mà có lẽ cũng nhiều bạn quan tâm, đấy là từ vốn hóa thị trường của một doanh nghiệp. Thì cái vốn hóa thị trường này nó gọi là market cap, viết tắt của market capitalization. Thì cái từ market trọng lượng đầu tiên, market rất là dễ. Và còn từ capitalization thì có hai trọng âm, trọng âm chính rơi vào J và trọng phụ rơi vào cap. Market capitalization có nghĩa là vốn hóa thị trường của doanh nghiệp, nghĩa là giá trị của doanh nghiệp đó được dựa trên cái giá cổ phiếu của doanh nghiệp và số lượng cổ phiếu mà doanh nghiệp đó phát hành. Hy vọng là video này hữu ích cho các bạn và cảm ơn các bạn đã theo dõi.